Bây giờ cái trang product list của mình hiện tại là nó như thế này. Rồi bây giờ hôm bữa là thầy có gắn cho các bạn cái link rồi, đúng không? Nào ví dụ như bấm vô cập nhật ha, thì nó qua trang này, thì cái này lát nói sau. Rồi bây giờ thầy xóa nè, thì bây giờ các bạn xóa, thầy sẽ xóa bằng Isaac như sau nha. Các bạn sử dụng cái thẻ Isaac hôm bữa thầy nói. Thì ở đây các bạn cũng viết cho thầy một cái phương thức xóa luôn. Như vậy là thầy viết một cái public string là delete product. Bây giờ thầy sẽ truyền vô là product ID cần xóa. Ở nguyên cái product luôn cũng được. Truyền nguyên product luôn. Về. Rồi sau đó thầy sẽ gọi phương thức xóa. Nếu xóa thành công thì thầy cứ return về successful thôi. Bởi vì Isaac thầy lấy cái chuỗi thôi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua cái service của product, các bạn viết cho thầy một cái phương thức xóa của product. Đây, rồi viết phương thức xóa này ha. Public bool delete product. Mình truyền nguyên cái đối tượng product vô. Tương tự, các bạn mở session ra. Bằng factory.open session. Như vậy là cũng giống như cái thằng kia ha. Các bạn cũng phải bật cái transaction lên. Rồi sau đó commit. Như vậy là session get transaction.begin. Rồi session.get transaction.commit. Rồi bây giờ trong đây mình chỉ việc làm gì, session gọi cái delete, nhớ là cái đối tượng B các bạn truyền vô nó phải ở trạng thái persistent. Trạng thái persistent có nghĩa là gì? Nó đã liên tới một cái dòng nào đó, một cái record ở trong cái bảng cơ sở dữ liệu rồi, thì lúc này cái delete này nó mới thực hiện đúng. Còn các bạn truyền vô một cái product B mà nó không có liên một cái new object thì hoàn toàn nó không có xóa được nha. Cái trạng thái của cái product này phải là persistent. Rồi mình gọi là delete. Đây. Ở đây mình cũng làm giống như cái này để mình trả ra cái này ha. Dưới này là mình trả ra true nè. Mình try cắt để mình run back lại. Nếu nó có bị bất kỳ một cái lỗi nào đó, mình run back phục hồi lại. Cái catch exception. Chỗ này thì thường người ta sẽ ghi vô một cái file lock đó các bạn. Do là thầy ở đây thì chưa có làm tới lock, cái đó là thầy để ở đây thôi. Nhưng mà thường người ta để ở đây là người ta ghi vô lock để biết nó lỗi gì. Session.getTransaction.runback. Rồi mình return form luôn. Rồi như vậy là cái hàm delete của mình đây nè. Thì bây giờ mình thử nha. Nó trong lúc này là mình gọi bằng Isaac, nó sẽ truyền vô đây một cái object coi nó có truyền được hay không. Bây giờ mình gọi thử cái delete luôn. Product bin nè, mình gọi cái phương thức session. Nếu mà cái này là mình sẽ lấy cái pro service, mình gọi phương thức delete b. Nếu cái này thành công thì return successful. Rồi còn ngược lại thì return một cái chuỗi fail thôi. Hoặc là nếu mà sai đó thì thầy ném ra ngoại lệ đi. True new exception. Ví dụ một cái chuỗi nào đó. Rồi. Cái này nó bắt mình khai báo ở trên. Rồi. Quăng ra vậy đi. Để nó báo ở ngoài file nha. Rồi bây giờ mình có cái này nha. Bây giờ mình sẽ chạy như sau. Các bạn quay ra một cái giao diện ở ngoài của mình. Đây là giao diện product list ha, product list của mình đây nha. Rồi bây giờ các bạn bắt xử lý Isaac, mình dùng cái thẻ Isaac thôi. Bây giờ các bạn thầy sẽ tạo ra một cái file nữa, một cái file JavaScript để mà mình gọi. Trước tiên là mình sẽ truyền listener. Ở đây cái listener tức là mình sẽ gọi cái phương thức nào trong manage bin. Nhớ cái danh sách tham số hôm bữa không? Nha. Thì các bạn có một cái product bin.
các bạn gọi cái phương thức delete. Rồi lúc này các bạn sẽ truyền vô cái product của mình á, là cái product nó đang chạy trong cái đợt lập này, thì cái tên của nó là mình đặt là product luôn. Rồi à, bây giờ đây là cái cách dùng Ajax, nó cũng hiện thực các Ajax mà các bạn làm trong các cái JavaScript thôi, nhưng mà nó làm sẵn một cái thẻ cho mình gọi. Và bây giờ các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cái chỗ nó gọi JavaScript nè. À, cái chỗ thứ nhất á, nó sẽ gọi là gì các bạn, on event và on error. Như vậy là on event ở đây các bạn thấy nó là một cái hàm JavaScript, nó sẽ gọi nếu như cái này nó đặt delete thành công. Còn ngược lại thì nó đã delete gì các bạn, thất bại, là các bạn có on error. Như vậy là thầy sẽ tạo một cái script ở ngay chỗ này luôn. Script. À, các bạn nó tắt file nha, này thầy làm cho các bạn thấy cái cách nó gọi thôi. Rồi. Các bạn có một cái hàm. Cái hàm số 1 là ví dụ như là delete success đi. Thì bây giờ thầy alert ra là xóa thành công. Các bạn có thể dùng cái tham số hứng cái chuỗi ra bằng cách truyền đây ha. Rồi một cái function nữa là delete error. Cái này là JavaScript nha các bạn. Alert xóa thất bại. Các bạn có thể dùng cái alert ở trong Bootstrap để hiện ra cho đẹp nha. Cái này thầy để hiện demo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quăng vô trong đây. Các bạn có on event, đó là delete. Để copy đi, gõ vô nó thiếu nó coi. Rồi on error. Rồi các bạn sẽ truyền vô cái chỗ mà on error chỗ này ha. Rồi như vậy là xong. Bây giờ mình chạy lên mình coi coi nó có thực thi được cái nhiệm vụ xóa của mình không. Rồi, bây giờ đi qua cái phần face product. À quên, product list chứ. Hiện tại mình chưa có gắn link gì hết trơn các bạn, cái đó là tạm thời chịu khó để vậy. Rồi bây giờ giả sử như thầy xóa cái sản phẩm số 31, sản phẩm tag đi ha, mình bấm xóa nè. À nó báo xóa thành công rồi nè, bấm ok. Do ở đây mình chưa có xử lý cái việc mà mình ok. Ở đây chưa có xử lý cái việc là ẩn nó đi các bạn, do đó nó vẫn còn. Thì bây giờ các bạn biết cái chỗ JavaScript rồi, các bạn xử lý cái thao tác hiding nó đi thôi ha. Thì các bạn có thể hiding đâu là cái file đâu rồi. Bây giờ này các bạn hiding nguyên cái round đó bằng JavaScript thì dễ thôi các bạn. Là các bạn cứ đặt cho nó một cái ID ở cái chỗ mà cái dòng của nó. Ở đây các bạn sẽ có một cái round ID này. Cái thuộc tính. À, ở đây là round. Ở đây là số dòng, và đây nó có một cái round class. Thì các bạn có thể đặt cho những cái từng cái này một cái class hay là một cái gì đó, các bạn xử lý JavaScript, các bạn hiding nó đi. Hiding cái dist á, các bạn lấy cái jQuery các bạn hiding cái dòng này đi. Hoặc là các bạn vô các bạn cho nó load lại cái chỗ mà cái data mà mình truyền ra đây nè. Đó, các bạn remove nó đi thì chỗ đó nó sẽ mất ha. Thì cái chỗ đó các bạn tự xử lý nha. Bây giờ thầy đi qua tới cái phần update luôn. Rồi bây giờ update như sao ha. Bây giờ update á, tức là khi mà nó chuyển tới cái trang của mình đó các bạn, là nó đã có cái product ID rồi. Tức là như thế này. Đây cái cập nhật này các bạn thấy ở dưới góc dưới phải nha, là thầy đã để cái link hôm bữa rồi, là thầy đã truyền sẵn cái param product ID vô rồi nè. Như vậy là khi thầy qua đây thì nó đã có sẵn cái product ID ở trên đây rồi. Và trách nhiệm của thầy là thầy làm gì? Thầy lấy nguyên cái mớ này và thầy bỏ vô đây. Được không? Như vậy là chỗ này thầy sẽ làm như thế này ha. À, các bạn qua bên cái chỗ product bin. Chỗ này các bạn sửa chỗ này xíu. Các bạn nói là nếu cái file này nó khác null, các bạn mới upload nha. Không thôi lát nữa nó xóa cái file của mình luôn. Khác bằng null. Rồi. Rồi.
Rồi bây giờ nè, các bạn sẽ thực hiện một cái thao tác là đầu tiên á, khi mà nó nạp cái trang lên bằng cái phương thức khởi tạo thì thầy sẽ lấy cái dữ liệu nó ra. Được chưa? Thì ở đây thầy sẽ lấy ra như sau, các bạn sẽ lấy dựa trên cái ID. Được chưa? Thì để lấy cái ID mà nó gửi nó truyền lên từ cái đường dẫn này nè thì các bạn sẽ lấy như sau. Các bạn cũng dùng fake context chấm get current get external. External. Đây. Rồi get request. Get request map. Parameter map cho ha, dưới này. Cái này nha. Rồi, sau đó các bạn mới get truyền cái key mà các bạn truyền ở đây vô nè. Các bạn truyền bằng cái key này thì chỗ này các bạn lấy cái product ID bằng cái key này. Được chưa? Như vậy là các bạn sẽ có một cái string ProID. Rồi, như vậy là các bạn phải truy vấn lấy nó lên lại các bạn. Lấy nó lên để mà mình đổ vô lại cho các trường này nó mới đổ ra ngoài. Mình binding rồi mà. Như vậy là chỗ này mình sẽ làm gì nữa? Mình sẽ có một cái file product pro bằng pro service. Rồi mình get by ID. À, cái này chưa biết hả ta? Qua biết luôn ha. Cái này viết y hệt như cái kia các bạn, get product by ID nè. Y hệt cái public product get product by ID. Các bạn truyền vô in ProID. Rồi, như vậy là các bạn cũng try factory. Các bạn open session. Rồi, bây giờ các bạn return luôn session chấm get product ID class. Rồi, cái này các bạn truyền vô ProID. Rồi xong ha. Rồi qua đây các bạn lấy nó lên nè. Lấy nó lên trong cái product bin. Get ProID. Các bạn mới truyền cái ProID này lên, nhưng mà các bạn phải ép nó về số nguyên cái đã. Insider chấm bạc in của ProID. Rồi như vậy là các bạn có, các bạn mới truyền vô cho mấy cái này. Như vậy là ở đây thầy sẽ quăng vô giống hệt luôn. Disk.name bằng b.getName để nó đổ cái dữ liệu lên trên cái facelift của mình đó các bạn. Disk.description bằng b.getDescription. Disk.write và các bạn chú ý nè, cái category hồi nãy các bạn nhớ là thầy nói nó là cái dạng nó lấy luôn eager ha, nó đã phát lên sẵn cho mình luôn rồi. Cái chỗ này cũng vậy, nó đã phát lên sẵn cho mình rồi. Cái chỗ này nếu hồi nãy các bạn để lazy á thì chỗ này các bạn đổ ra nó không có đâu nha. Bởi vì cái lấy các bạn lấy ID lazy là nó không có lấy. Các bạn phải chủ động, các bạn tự viết câu, các bạn lấy lên get manufacturer by product thì nó mới có. Còn trong trường hợp này do hồi nãy thầy bật lên nên bây giờ nó có luôn rồi. Manufacturer nó bằng là p.get manufacturer. Rồi, bây giờ thì thầy sẽ kiểm tra cái này chút nè các bạn. Tức là thầy chỉ lấy cái này trong trường hợp nó vừa mới đi vào thôi, để tránh tình trạng nó bấm postback, tức là nó bấm submit cái form lên á, rồi nó lại vô đây nó lấy lần nữa không cần thiết nha. Thì hôm bữa thầy có làm trong cái phần demo đầu tiên CSF đó, là thầy lấy đại một cái trường name để kiểm tra khác ngôn hay không. Nhưng mà thật ra cái đó thì nó không có chính quy. Thì bây giờ mình mới dùng một cái chính quy thôi. Là các bạn có if nè, các bạn có face context. Face context mình get current, nó có một cái phương thức gọi là epostback nha. Tức là nó submit, nó bấm submit cái form quay lại đó các bạn. Như vậy là mình chỉ nói là khi nó vào lần đầu á, nó vào nó view á, thì mình mới lấy. Tức là nó không phải postback thì mình mới vô mình làm chữ này, mình nạp dữ liệu lên. Còn nó bấm thì không làm nữa nha. Rồi, còn cái file thì các bạn có thể đổ ra lấy cái đường dẫn ha.
thì các bạn hiện cái hình lại, có cái đường dẫn là các bạn cứ hiện cái hình thôi. Nếu nó chọn một cái hình khác á, thì lúc đó các bạn update, các bạn đè lên cho nó ở đây nha, set cho nó đây. Còn nó không có chọn file thì thôi, được chưa? Rồi bây giờ mình thử mình quay trở lại bằng cái đường dẫn đó, coi nó có đổ được dữ liệu lên hay chưa. Rồi, mình vô cái product list, mình qua đó ha. À, rồi, bị lỗi gì đây? Manage bin ở cơm bin. Rồi, mình vô cái log của nó đi. À, cái log của nó sẽ dẫn tới cái file cho mình dễ hơn. Đây, nó nói là log number format. À, có thể nó lấy không được cái role ID rồi. Như vậy là coi, kiểm tra lại nha. Nó lấy không được cái pro ID của mình. Rồi mình debug ở đây nha các bạn. Bây giờ mình debug như sau. Chuột phải lên các bạn lên debug để coi chỗ đó nó lấy ra cái gì. Rồi, vô cái face product list. Rồi nó vô đây ha. À, do lần đầu tiên nó vô đây luôn, nó kiểm tra. Do cái chỗ mà mình vừa vào là nó chạy vô nó check liền rồi các bạn. Và ở đây nó không có cái giá trị này. À, giờ này mình phải check cái nữa. Bởi vì ở đây cái trang đó mình vừa làm thao tác update, vừa làm thao tác add luôn. Do đó là các bạn phải check chỗ này chút. À, khoan, cái trang này là cái trang product bin ha. Như vậy là mình nói là nếu mà cái gì các bạn, product ID nó khác null, khác null mà khác rỗng luôn nè. Product ID EMT. Rồi mình đóng lại để nó vừa vào nó không gọi, khi nào nó có cái đó truyền vô nó mới làm cái này. Rồi rồi bây giờ quay qua đây, mình có là thao tác face product list. Rồi nó hiển thị bình thường nữa ha. Bây giờ mình bấm thao tác mình cập nhật cái này, thì cái này là 11 Pro Max nè, 30 Apple cập nhật. Rồi đây nó đổ dữ liệu lên được rồi nè các bạn, nó chọn lại được cái này điện thoại nè, được chưa? Rồi bây giờ giả sử mình sẽ chọn cái này thêm một cái nhà sản xuất là Apple nữa đi, giá cái này lên 35 đi. Rồi cái này là 256GB. Rồi ABC gì đó thêm đây. Rồi bây giờ mình thử. Ở chỗ này mình bấm được không các bạn? Chỗ này là mình bấm, ở chỗ này là mình bấm thử coi nó ra cái mới hay cái cũ nha. Đây. À, lúc này là nó ra cái mới, do cái chỗ hồi nãy của mình chưa có bài vô ha. Bây giờ mình quay lại cái hàm này nè. Rồi bây giờ mình quay lại cái chỗ của mình xử lý cái chỗ update nè. À, quay lại đây, tại sao chỗ đó nó new các bạn mà nó không phải là update, thì các bạn nhìn lại cái bin của mình ở chỗ hàm s đây ha. Đây chỗ này thầy chỉ sửa cái này thôi là nó thành update rồi nè. Do ở đây là thầy làm gì các bạn, thầy new một cái object, do đó là cái trạng thái của nó là transient nha. Bữa thầy có giải thích với các bạn cái trạng thái này rồi, trạng thái ở trong cái thằng hai bên đây đó, hai transient tức là nó mới, nó chưa có link tới một cái nào hết. Do đó là ở đây nè, các bạn muốn cho nó link thì nó phải là trạng thái persistent, thì lúc đó nó mới update được.
Như vậy là cũng giống như cái hồi nãy là các bạn làm gì? Các bạn mới kiểm tra coi nó có cái ID này hay không. Tức là ở đây bây giờ mình sẽ check, các bạn lấy một cái giá trị ID ở đây, các bạn lấy lên để truyền vô coi cái chỗ này nó có ID hay không ha. Như vậy là bây giờ mình sẽ lấy ra một cái lần nữa. Rồi, bây giờ mình gọi đây là role ID nhé. Rồi, chỗ này á. Rồi, nếu role ID khác bằng null, tức là nó đang update á, thì thầy sẽ làm như sau. Thầy sẽ lấy cái product B của thầy, thầy đặt một cái product B của thầy. B tạm thời là rỗng ha. Trong đây nếu nó có thì thầy sẽ lấy lên giống hệt như chỗ này luôn. Đây thầy bóc nó ra giống vậy. Thầy bóc thằng này ra. Như vậy là khi mà bóc bằng cái đường này, tức là nó là trạng thái gì các bạn? Persistent rồi. Còn ở dưới là trạng thái transient. Đây cái trạng thái này là trạng thái persistent, tức là nó đã liên tới ha. Trạng thái persistent tức là chỗ này nó đã liên tới một cái product của mình rồi. Còn đây là một cái trạng thái mới hoàn toàn, nó sẽ thêm một cái bracket mới vô. Còn cái trạng thái này là nó liên với một cái existing, cái đã có. Thì mọi cái thứ các bạn set trên đây nó đều là cập nhật lại thôi, chứ không phải là thêm mới nha. Rồi bây giờ mình run lại cái thao tác update luôn. Như vậy là cái hàm này là thầy vừa update vừa add luôn đó nha. Rồi. Quay lại cái chỗ này là face product list. Rồi bây giờ mình cập nhật cái này, cái số 1 và 2. Rồi mình thêm cái thằng Oppo, cái thằng Nokia với Oppo đi. Rồi cái này mình cho lên là 25. Này là demo. Rồi mình cập nhật. Ủa. Rồi như vậy là nó lấy không được ID rồi, nó thêm cái mới nữa nè các bạn. Kiểm tra lại coi sao nó lấy không được ID nha. Product bin của mình ở đây. Ở đây mình có một cái pro ID. Đặc quan hình như mình pop back lên là nó mất cái UI. Private in role ID luôn. Rồi cái role ID này mình sẽ bỏ vô khi mà nó lấy được ở đây nè. List.role ID nó bằng là B.getRole ID. Nếu như vậy thì mình bỏ nguyên cái đối tượng vô đây luôn. Bỏ nguyên đối tượng vô đây thì nó lại mất cái thông tin này. Kệ tạm tạm thử cho nó chạy được cái đi ha các bạn. Get product ID. Rồi, bây giờ có được cái này tạo refactor. Rồi bây giờ ở đây mình có product ID nè, để coi coi ở đây nó có lấy được cái product ID hay không. Như vậy là mình sẽ check vào cái này, nếu product ID nó lớn hơn không, mặc định nó sẽ là giá trị không đó các bạn. Như vậy là truyền vô đây là this.roID. Rồi bây giờ debug coi nó có vô được chỗ này. Quên, bỏ cái này chứ. Cho thêm một cái trường hidden ở đây, một input hidden.
value của nó là nó link tới chấm product ID. Rồi như vậy là nếu mà lát mình boot lên thì chỗ này nó vẫn còn, nó binding vào bên trong đó. Cái này nếu mà thật ra mình tách cái này ra thành một hàm riêng, thầy truyền thẳng vô đây luôn là chắc chắn có này. Nhưng mà thầy đang muốn tận dụng lại cái hàm này để viết luôn, khỏi mất công nó lập cái code đó lại. Debug lại. Cập nhật demo vẫn chưa vô. Ủa nó cập nhật được luôn rồi à? Được rồi các bạn, bởi vì thầy hai đinh là nó bay vô rồi đó các bạn, tức là nó cập nhật thành công rồi nè, thấy chưa? Tức là thầy để trường hai đinh ở đây là thầy cố tình thầy giữ cái giá trị của nó trong cái bin đó, trong cái file list, để khi mà nó vào đây nó vẫn link vào cái giá trị đó. Hồi nãy là do nó mất cái ở bên ngoài rồi á ha. Như vậy là ở đây nó đã giữ được cái giá trị product ID của mình ở đây. Thì ở đây là cái chỗ mà thầy cố tình thầy để hai đinh như vậy để cho nó còn cái giá trị ở file list. Các bạn submit là trong file list nó tự động nó quay trở lại nó bỏ vô đây. Thấy chưa? Thì hồi nãy do cái file list của mình, cái file list của mình nó mất đi cái product ID ở ngoài, nó vào đây nó trở lại cái trạng thái bằng không. Nha, do đó là nó không có phát hiện được product ID. Và ở đây sau khi làm là nó chạy vô luôn rồi nè ha. Rồi bây giờ thử cập nhật coi này, coi ABC nè ha. Test giá lên là 20. Test product. Test nè ha, giá 20 rồi, như là vậy là ổn rồi đó. Rồi sau đó ví dụ như thằng này thầy thêm thử một cái thằng Samsung nữa nha. Check thêm Samsung. Test product. Rồi có Samsung. Rồi như vậy là ok ha. Các bạn thêm cái phần hai đinh nữa.